Chào các bạn, rất vui mừng lại được gặp lại các bạn trên cái video tiếp theo trong kênh Lê Văn Lực của tôi. Và trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn là một cái dự án kiếm tiền rất mới, và đây là một cái hứa hẹn sẽ bùng nổ vào năm 2020 này. Và trong cái video này chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị là cách để chúng ta đăng ký xác thực cái tài khoản cái sàn VNDC, bí quyết để chúng ta có thể kiếm được 2 triệu trên ngày đối với cái sàn này. Thì đây là một cái dự án kiếm tiền nhanh và hứa hẹn sẽ ra mắt trên cái sân sàn riêng vào cái quý 2 của năm này. Và nếu bạn là cái người mà mới bắt đầu tìm hiểu về MMO thì vẫn có thể kiếm tiền dễ dàng từ cái dự án này. Và với cái dự án VNDC thì bạn sẽ nhận được cái tiền hoa hồng khi mà có người đăng ký qua cái link duyệt của bạn để kiếm tiền qua cái dự án này. Thì bạn ấy marketing thật mạnh để nhiều người cùng biết đến cái dự án. Và đây là một cái dự án rất tiềm năng, hứa hẹn nó sẽ bùng nổ vào cái năm 2020 này. Thì cái link đăng ký tôi để dưới cái phần mô tả của video nhé. Khi mà mọi người click vào cái link đăng ký này thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang đăng ký tương tự như thế này. Thì ở đây thì cái dòng đầu tiên thì chúng ta ghi họ tên của chúng ta vào. Đây, dòng thứ hai chúng ta ghi cái địa chỉ mail của chúng ta vào. Rồi tiếp theo là dòng tiếp theo chúng ta ghi cái số điện thoại chúng ta vào. Đấy, sau đó là chúng ta bấm vào cái chữ đây để khẳng định rằng là tôi không phải là người máy. Chúng ta bấm vào ô này. Rồi. Rồi sau đó là chúng ta bấm vào đây, tôi đồng ý với các cái điều khoản điều kiện và bấm vào đăng ký. Này, chúng tôi đã gửi mail xác nhận đến địa chỉ mail đăng ký của bạn. Vui lòng đăng nhập theo thông tin mail cung cấp. Nếu bạn không nhận được mail, vui lòng làm theo các bước dưới đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải vào mail để chúng ta xác nhận đã. Bây giờ chúng ta vào mail nhé. Đấy. 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 Số điện thoại đã được thêm thành công vào tài khoản. Chào mừng đạn vợ. Chào mừng đến với VNDC. Thì chúng ta bấm một cái này để chúng ta xem thế nào. Bạn có thể đăng nhập tại đây với các cái thông tin này. Và đây là cái mật khẩu, thì cái phần này là ta sẽ vào để ta sẽ đổi cái mật khẩu của ta sau. Tạm thời là người ta cung cấp cho ta cái mật khẩu như thế này vào, thì chúng ta sẽ tạm thời vào như thế này trước. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào cái sàn VNDC này. Đây, điền mail của chúng ta vào.
Rồi mật khẩu là chúng ta lấy cái mật khẩu mà người ta cung cấp ở đây. Rồi bấm vào đăng nhập này. Đấy, như thế là ta đã đăng nhập thành công vào cái chương trình này rồi. Và đây chính là cái địa chỉ của các bạn. Khi mà các bạn đăng nhập thành công thì mỗi người sẽ có một cái địa chỉ để giới thiệu như thế này. Thì các bạn copy lại cái địa chỉ này để chúng ta đi giới thiệu cho người khác. Và khi người khác đăng ký dưới cái link của các bạn thì các bạn sẽ kiếm được thu nhập từ cái dự án này. Đây, đây là cái link đăng ký của tôi đây. Đấy. Và cái link này thì tôi cũng sẽ để dưới cái phần mô tả để mọi người tiện theo dõi và chúng ta để chúng ta đăng ký cho nó tiện lợi. Thì với cái trang này các bạn có thể là dịch sang tiếng Việt Nam để chúng ta tìm hiểu và cái cách làm nó được dễ hơn. Đây là ví tiền này. Đây, số tiền lãi đã trả này, rất là nhiều. Tổng giá trị hợp đồng. Thông tin của tôi. Ta có thể vào đây để ta cập nhật một số các cái thông tin. Như là hồ sơ của tôi này. Cần thay đổi mật khẩu này, chúng ta vào đây chúng ta thay đổi mật khẩu này. Chúng ta nhập cái mật khẩu mà người ta cung cấp cho chúng ta vào đây. Đây là cái mật khẩu mà chương trình cung cấp này. Chúng ta vào đây để chúng ta thay đổi mật khẩu hiện tại này. Nhập mật khẩu mới này. Rồi chúng ta đổi mật khẩu đi. Mật khẩu đã được thay đổi, đồng ý. Chúng ta bấm vào đây để đồng ý. Rồi như thế là mật khẩu đã được thay đổi rồi. Và chúng ta có thể vào đây để xác minh một số các cái bước nữa. Chúng ta vào chữ xác minh đây. Này, xác minh bằng chứng minh nhân dân này, Việt Nam này. Sinh nhật là ngày. Giới tính này. Nam giới này, địa chỉ này. Tài ảnh của bạn lên, hình ảnh tài liệu phía trước là mặt trước của chứng minh nhân dân. Cái này là chúng ta lại phải làm một cái bước này nữa là chúng ta phải cầm một cái tờ giấy này viết vào đây đây. VNDC.io này. Cái ngày của chúng ta. Nói ví dụ như ngày hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2020 và bên này là chúng ta cầm cái chứng minh nhân dân để chúng ta tải lên cái ảnh như thế này. Thì cái này tôi cũng chưa chụp được cho nên là ta sẽ làm sao.
À, còn cũng như thế này nhưng mà quay trái quay phải nữa này, thì cái này ta làm sau nhé. Đấy. Vì cái này là tôi cũng chưa chuẩn bị được cho nên là ta sẽ làm một số thông tin ta làm sau. Đây là cái xác minh hai bước. Là chúng ta có thể vào đây để chúng ta kích hoạt cái xác minh hai bước này. Rồi, đồng ý. Cái này chúng ta phải cài đặt thêm một cái ứng dụng nữa ở trên điện thoại của chúng ta. Rồi, giới thiệu này. Giới thiệu thì mỗi người sẽ có một cái này để chúng ta đi giới thiệu. Và chúng chia sẻ cái liên kết này và nhận tiền thưởng từ chương trình giới thiệu tài khoản. Để chúng ta copy lấy cái địa chỉ này giống như cái địa chỉ mà lúc ban đầu chúng ta thấy đấy. Đây là cái lịch sử giới thiệu, về cái này là ta mới làm cho nên là ta chưa có. Đây có thể là trở thành đại lý này. Tham gia bảo lãnh. Thì tạm thời thì cái phần này chúng ta sẽ đăng ký và làm sao. Một số các cái thông tin mà cần thiết thì ta đã làm rồi thì ta sẽ cái phần này sau khi mà chúng ta xác minh thì nó sẽ hiện lên một số thông tin ở đây. Thì đây là một cái dự án rất hay và nó sẽ hứa hẹn sẽ bùng nổ vào giữa cái năm 2020 này, cho nên là chúng ta hãy tận dụng thời gian và hãy làm marketing thật mạnh mẽ để nhiều người biết đến cái dự án này, và với cái dự án này thì chúng ta sẽ nhận được tiền hoa hồng khi mà có người đăng ký qua cái link dắt của bạn. Và chúc các bạn sẽ thu hoạch được thật nhiều tiền từ cái dự án này, và trong cái video sau chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn về cách chúng ta làm như thế nào và chúng ta sẽ được kiếm được tiền như thế nào từ cái dự án này. Và ngay bây giờ thì những bạn nào chưa đăng ký, các bạn hãy xuống cái phần mô tả, click vào cái link của tôi để dưới phần mô tả để chúng ta đăng ký một cái tài khoản, và bắt đầu từ video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách để chúng ta kiếm tiền từ cái dự án này. À, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.